Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Hôn nhân đắt giá của Thu Phương sau bao đau khổ, tuyệt vọng, không ít khoảnh khắc trong cuộc phỏng vấn, người viết phải đưa khăn giấy cho Thu Phương lau nước mắt. Giọng ca mùa thu cho biết chị khó kìm được lòng mình khi nhớ về chuỗi ngày cơ hàn và những tháng năm gian khó với nghề. Khi tôi có ý định tổ chức chương trình đánh dấu 30 năm ca hát, nhiều người cũng động viên, giúp đỡ và sẵn sàng đứng ra để tôi làm ở những sân khấu lớn hơn. Nhưng tôi vẫn quyết định chọn nhà hát tuổi trẻ vì đây là nơi tôi đã chân ướt chân ráo từ quê nhà lên Hà Nội để theo đuổi âm nhạc từ năm 13 tuổi. Tôi muốn đứng trên sân khấu nhà hát tuổi trẻ để tri ân thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè và những người đã cưu mang tôi trong những tháng ngày cơ hàn. Đúng như bạn nói, sân khấu nhà hát tương đối nhỏ nhưng mọi người tin đi, sẽ là một không gian âm nhạc cực kỳ ấm cúng và khác so với tưởng tượng. Kỷ niệm của tôi với nhà hát tuổi trẻ thì như vừa mới hôm qua, không thể nào quên được. Tôi nhớ, khi rời Hải Phòng lên Hà Nội, tôi chỉ cao có 1m39, da đen nhẻm, người còi cọc. Lúc bố dẫn tôi lên nhà hát theo giấy triệu tập, người tiếp nhận tôi hôm đó là cô Thủy, giáo viên dạy múa. Trước khi về Hải Phòng, bố tôi có gửi cho cô một gói mì chính rồi nghẹn ngào dặn rằng: "Cháu bé quá, chúng tôi thương cháu lắm nhưng không biết làm thế nào. Gia đình nghèo nên chỉ có thế này thôi. Nhờ các thầy cô cưu mang cháu, mỗi người có một suy nghĩ, mình không thể áp đặt cho ai được. Nhưng các bạn hãy đặt địa vị của mình vào hoàn cảnh của tôi, các bạn sẽ hiểu tôi có lý do chính đáng để khóc. Tôi không sợ những điều đó vì biết mình chẳng làm gì khác được. Tôi chỉ biết hát, sống và rèn giữa bản thân từng ngày. Giống như khi tôi ngồi ghế nóng, giọng hát Việt cũng có biết bao câu chuyện xảy ra. Nhưng tôi không gục ngã, tôi cứ đi vì quan niệm càng chảy ra chóc vẩy, càng đau đớn, tôi càng hát mãnh liệt và khát khao. Buồn hay vui, thành công hay thất bại đều có giá trị riêng của nó. Chuyện gì xảy ra với mình tôi cũng chấp nhận hết. Ngay cả khi bị nhận xét tiêu cực, tôi cũng coi là nguyên cớ để mình vươn lên và tốt hơn. Thu Phương là giọng ca nổi tiếng nhất Việt Nam ở khoảng giữa thập niên 90, đầu những năm 2000, nhưng tên tuổi của Thu Phương ít được nhắc đến sau khi cô định cư tại hải ngoại. Tên tuổi của Thu Phương được hâm nóng trở lại gần đây khi cô ngồi vào ghế nóng của chương trình Giọng Hát Việt 2015 vào hướng và lùm xùm với các học trò trong đội của mình sau cuộc thi. Không ai nghĩ đến chuyện Thu Phương và Huy MC lại có ngày chia tay bởi tình yêu của họ xây dựng không phải ngày một ngày hai. Đó là cả một quá trình, một quãng thời gian dài với bao khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, đến giờ cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt những năm 90 chỉ còn trong ký ức người hâm mộ. Quang Huy là mối tình đầu của Thu Phương khi cô đang là một ca sĩ nổi tiếng ở cái tuổi 18. Tình yêu mãnh liệt của thời tuổi trẻ lúc ấy khiến cho cả hai bất chấp sự phản đối từ gia đình của Quang Huy để đến với nhau. Năm 1993, cặp đôi quyết định kết hôn cùng với nhau trước khi cho ra đời một hoàng tử và một công chúa. Thời điểm đó, Thu Phương luôn hãnh diện và tự hào khi nhắc về chồng và các con của mình. Cuộc sống của cặp đôi đẹp nhất làm giải trí Việt tưởng chừng cứ mãi bình yên, như thế thì sóng gió ập tới khiến họ phải xa con cái, xa quê hương. Đầu năm 2003, vợ chồng Thu Phương quyết định sang Mỹ lập nghiệp. Cuộc sống mới với những áp lực cùng quan điểm khác nhau khiến cho hai vợ chồng Thu Phương bắt đầu rạn nứt. Trong khi Thu Phương luôn cầu tiến và muốn phát triển sự nghiệp ca hát thì VMC lại ngược lại, dù với anh ca hát luôn là sở thích số một của mình. Cuối cùng, cả hai được ai nấy đi sau gần 14 năm chung sống khiến không ít người phải tiếc nuối cho chuyện tình yêu của cặp đôi đẹp nhất. Thời gian đó, nữ ca sĩ có phải em mùa thu Hà Nội từng muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ đến hai đứa con ở Việt Nam cần phải được gặp mẹ đã thôi thúc chị sống, và chính âm nhạc đã vực chị dậy trong đau khổ và tuyệt vọng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.